sư sư có nói về việc làm thiện nhưng không vì mục đích tái sanh tầm cầu mà vì mục đích giải thoát không còn tái sanh nữa xin sư giúp con phân biệt hai loại làm thiện này và cách làm thiện vì mục đích giải thoát không tái sanh nữa như thế nào phải đúng ờ, nó khác nhau chỉ ở cái mục đích thôi tức là ở cái chủ ý của mình nói một cách suy nghĩ đơn giản hơn tức là nó nằm trong cái suy nghĩ của mình nha nghĩa là sao ví dụ như khi mà quý vị đem một cái đem cơm đem đồ ăn cho một cái con chó thì chẳng hạn mà trong đầu quý vị đó một đó, trong đầu quý vị một á, là quý vị nghĩ là mình cho con chó để mong sao để cho mình bớt cái tâm tham yeah, đó là tốt hoặc là mình khi mình cho con chó ăn nè mà mình mong là cái chuyện mình làm suy nghĩ đó mình nghĩ cái phước này đó nó sẽ là nhân cho Niết Bàn thì đây là cái cách lập thiện mà vì mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ nó nó giống như thế này nè cùng một việc thôi khi mà một bà mẹ đánh con á bởi vì con nó lười học á thì bà mẹ đánh cái chủ ý của bà mẹ thì bà mẹ phải biết chứ có khi bà mẹ không có cần phải nói nhưng mà bà mẹ phải biết tức là gì bà mẹ phải biết là cái chủ ý của mình là mình đánh nó là để cho nó biết sợ rồi nó học nó học hành cho đàng hoàng hay là mình đánh nó vì mục đích mua vui bởi vì mình thấy là mình cái oai lực của mình mình lớn hơn đó mình chèn ép được nó mình đánh nó và cái chuyện đánh nó mình thỏa mãn mình thấy vui vì mình chỉ đơn giản là mình hành hạ được nó thôi mình là người mẹ mình phải biết chứ mình biết cái mục đích của mình là để làm cái gì chứ Hả? thì cái chuyện mà mình làm phước cũng y chang vậy thôi mình làm phước vì mục đích là cầu sanh thiên cầu phước báo hay là mình làm phước vì mục đích giải thoát mình phải biết chứ phải phân biệt được chứ Hả? rồi thí dụ như uh, khi mình mình đi Uh, mình đi xuống mình đi xuống toilet đi để, đi xuống toilet đi. mình đi vào toilet là để để mình rửa tay rửa miệng sau khi ăn xong hay là mình đi xuống vì mục đích là mình bài tiết thì mình phải biết phân biệt được chứ hoặc là khi mà mình cầm cái điện thoại lên cầm điện thoại lên cái chủ ý của mình là mình phải biết là mình cầm điện thoại lên làm để mình Uh, gọi điện thoại hay là mình cầm điện thoại lên lên để mình lướt Facebook là mình phải biết chứ. Chủ ý của mình là mình phải biết ha, phải phân biệt được. Hmm? Tức là sẽ lặp lại, khi mình làm các thiện pháp mình làm với cái chủ ý là cái phước thiện mình nè, à, là để hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Uh, còn nếu mà quý vị cần một câu cần một câu thì có gì làm chỉ cần nhớ cái câu nhớ cái ý như thế này à, cái phước tôi làm mong là nhân đến niết bàn vậy thôi Hoặc là là duyên đến niết bàn đơn giản vậy thôi